Kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Thì hôm nay mình có một cái đơn hàng này của Shopee nhé bạn. Một cái đơn hàng rất là đặc biệt luôn. Tại vì mình rất là cay cú đơn hàng này các bạn nhé. Không phải là cay cú đơn hàng này nhưng mà cay cú cái sản phẩm bên trang này. Thì nó là cái gì các bạn nhé? Thì đây. Pin LiPo 3,7V 8000 mAh các bạn nhé. Đấy. Xả cầu 90C cho RC này. Thì mình có đặt trên mạng á. Thì ở một số web nước ngoài á, thì cái pin này á, là mình thấy rằng là người ta bảo là nó xả câu tức thì nhá là đến 180C lận các bạn, còn xả liên tục nhá là đến 90C. Thì mình không biết rằng cái pin này nó như thế nào nhá, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở ra cho bạn xem. Và cái này là đây ngoài sàn này, thì để xem thử cái loại pin mà xả cực kỳ câu như thế này có thể rằng là một trong những loại pin xả câu nhất các bạn nhé, xem nó như thế nào. Để tí nữa mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái lý do tại sao mình cay cú nhé. Đây thì cái shop hand gì đây này, hôm trước mình đã mua một lần rồi các bạn nhé, người ta đóng gói rất là kỹ luôn. Thì để xem hôm nay người ta đóng gói như thế nào. Đấy thì rất là nặng các bạn nhé, người ta bạc rất là nhiều nè. Đấy. Đấy, wow. Oh, được tặng kèm các bạn à, được tặng kèm hai cái mạch TB4056. Mà hai cái mạch TB4056 này mà đi sọt cái khối pin 8mAh này cũng hơi căng đó các bạn nhé. Hơi lao đấy. Wow. Đây là nhân vật chính của chúng ta nha các bạn. Rất là chất lượng luôn ấy, cầm rất là nặng tay luôn. Thì không biết còn cái gì nữa đây. Cảm ơn. Rất là dễ thương các bạn nhé, một cái tờ giấy handphone gửi cảm ơn tặng kèm cho mình là hai cái mạch module. Thì đây là một cái viên pin mà các bạn xem thử cái đầu cực của nó này. Ui mẹ ơi là nó dài các bạn nhé, mình chưa thấy cái viên pin nào mà cái đầu cực nó to như thế này đấy, trừ mấy cái loại pin sét là tao nhé, còn LiPo thì chưa bao giờ luôn. Tại vì nó xả rất câu á, nên á là người ta mới chơi hơi cái đầu cực riêng biệt như này nhá, với để nó mới chịu được một cái dàn xả lớn như thế. Wow. Để mình đo thử kích thước cho bạn xem nhé, tại vì cái này nó bị che đi hết cái thông tin rồi, người ta chỉ có ghi bên ngoài thôi. Là kích thước của cái này á là 1064145 nhé. Mình sợ mình vô tình mình chọn hơi cực là nó phát hỏa liền các bạn nhé, tại vì cái này nó sợ rất là câu, mình rất là ngỡ đối với những cái dòng pin sợ câu đấy. 1064 à 145, ok bạn, 145 là cái chiều về của nó này đấy, 145 này, 1064 à 64 là cái chiều ngon của nó các bạn nhé. Đấy, và cái chiều dài của nó là bao nhiêu đây, người ta bổ rằng chiều dài của nó là 10 là 1 cm đó các bạn nhé. Đây này. Wow, cầm rất là nặng nhá. Các bạn xem cái đầu cực hoàn toàn mới các bạn nhé. Có thể nói rằng đây là pin mới hoàn toàn đấy. Để tí nữa mình sẽ đem ra mình test thử với cái xe máy các bạn nhé, xem thử một quả pin như này đi được cái xe máy hay không nhé. Tại vì dòng xả của nó cực kỳ co luôn. Để mình tí mình test vô cái motor nhé. Thì cái loại pin này nó xả câu, mục đích của mình mua về á, là để mình chế cho những thiết bị RC nhé bạn, đặc biệt là cái hòn siêu pin ấy, xem là nó hiệu quả hay không. Thì mình chia sẻ cái câu chuyện là tại sao là mình cay cú. Tại vì á, là mình thấy một bạn á, là bạn chia sẻ trên một cái group bán đồ cũ là trên Shopee bán trên Facebook á, thì bạn có bán là cái loại này. Thì gió mềm thôi, tại vì bấm mua nó bị lệch cái thông số kích thước ấy, bấm gì bấm lắp vô cái bộ bấm không được. Thì là lúc này bấm rẻ lại các bạn nhé, chỉ khoảng là hơn 100 cao một cục. Mình đó là mình thấy cái bệ bấm vừa đen là mình vô mình coi mình liền, nhưng mà chơi á mình cứ nghĩ rằng là bấm là vẫn chốc trang của mình cho mình. Hóa ra là sáng hôm sau mình hỏi lại trên IP á, trên Messenger, thì cuối cùng bấm là bấm cho người khác rồi nhé. Thì bấm bốn cục đấy.
Thì nói chung ràng á là cũng hơi cay đấy. Thì nếu mà mua của bọn đó thì mình sẽ tiết kiệm thêm một khoản tiền nhé. Còn mua trên Shopee thì mình up được cái mã voucher thì nó cũng rẻ tương tự vậy thôi. Thì sắp tới thì mình cũng lập một trang Shopee các bạn nhé, một cái gian hàng trên Shopee, mình đang đợi Shopee nó duyệt thì mình thanh lý mấy cái đồ này đấy, tại vì mình mua dư các bạn nhé này, và hoặc là những cái đồ độ chế của mình đấy. Thì ví dụ như đây là một cái máy đo nội trở này thì mình đã mua về review cho bạn xem rồi, tại vì mình có một cái máy dư các bạn nhé, nên á là hôm nào đợi Shopee nó duyệt ok hết rồi thì mình sẽ tiến hành mình đang bón mấy cái này nhá. Bạn nào quan tâm ấy thì các bạn có thể vào cái shop mình để đường link á, các bạn vào các bạn tham khảo thử nhớ bạn đấy, ủng hộ mình theo dõi cái số của mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo nội trở, đồng thời nữa rèn là mình sẽ đo điện áp xem như nào nhé. Ok bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đo thử cái nội trở nhé bạn đấy, xem cái nội trở của pin này như thế nào. Xả câu 90C liên tục nhé, quái vật luôn ấy, có thể nói rằng đây là một cái viên pin xả câu nhất. Nội trở của nó chỉ là 0,7 mA thôi bạn nhé, 0,7, ui trời ơi là trời, nó cực kỳ là thấp luôn đấy. Cái viên đây hôm bữa của mình thấu ra cho bạn xem ấy, thì một xe của nó nhé là xả 45C nhưng mà cái nội trở của nó tới tận là 1,7 máy các bạn nhé đấy, nhưng mà cái xe này của chúng ta nó chỉ 0,7 mA thôi, rất là bé luôn các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi lấy cái motor để mình kích chạy cho nó thử nhé, xem nó như thế nào. Và thứ nhất á, thì để mình đo lại cái viên này nó xem nó có giống nhau hay không, đôi khi nó là lệch. Nó quanh co điện áp là bao nhiêu nhỉ? Ê, sao cái này cái nội trở nó là thấp hơn nhỉ? Đấy, 3,85V các bạn nhé. Nội trở của tụi này nó lại thấp hơn ta, cho chắc là mình để nó hơi xa. Ok các bạn nhé, chỉ khoảng là 0,62 mili-ohm thôi. Khoảng là 0, phải máy đây sao mà cảm giác nó là lệch nhau ta, nhưng nói chung rằng nó lệch nhau thì cũng không đáng kể các bạn nhé, chỉ là 0,1 mili-ohm thì nó cũng không gọi là đáng là gì nhé đấy. Điện áp thì nó bằng nhau răm ráp luôn nhưng mà cái nội trở thì nó lệch nhau một xíu. Ok các bạn nhé, thì chấp nhận không sao, tại vì cái nội trở nó lệch nhau chỉ 0,1 mili-ohm. Về cái chỗ này này là ở cái đầu nhôm ấy, là người ta hòn là một cái miếng thép như thế này các bạn nhé đấy, để cho chúng ta có xi thiết thì nó cũng dễ hơn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi lấy cái motor nhé để mình test thử cái này. Ok bạn nhé, thì mình có một cái cụ đề xe máy như thế này các bạn nhé, với lại một cái con motor như thế này đấy. Mình có luôn một cái đồng hồ đo dàn điện luôn nhé để mình thử. Thì bây giờ trước hết là mình sẽ đo thử với con motor các bạn nhé, xem con motor này nó chạy ok không, dàn điện nó là bao nhiêu nhé. Đây thì để mình kẹp cái đồng hồ vô này, đây các bạn, nói chung rằng đây là một con motor an dàn khá là thấp các bạn nhé. Con motor này không xin nhi gì cả, nói chung là mấy cái loại motor đơn giản thôi, công suất thấp thôi. Thì bây giờ mình sẽ thay cái motor bằng cái củ đề các bạn nhé, rồi tí nữa mình sẽ ra mình đề thử xe máy xem đi nó như thế nào nhé, được hay không. Thì củ đề á, là cái cực âm của nó là cái thằng thăng này, thì cực âm thì mình sẽ kẹp cực dương thôi nhé, cực dương của cái này mình kẹp vô cái viên pin đấy như thế này nhé, xem thử rằng nó được bao nhiêu ampe. Ok nhé bạn,
Giờ mình sẽ thử này. 9 âm 3 các bạn nhé. Tầm 10 âm 3. 10 âm 3 thì cũng cái công suất của đề này cũng thấp ấy nhờ. Được 13 A thử bạn à. Đấy, 13 A nhé. Một viên pin có thể đề được cái củ đề này. Thì bây giờ mình sẽ đem cái viên pin này ra mình đề thử xe máy nhé bạn. Xem thử một viên đề được xe máy hay không nhé. Ok bạn nhé, thì bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem luôn này. Đấy, mình sẽ kẹp hai cái dây này vào hai cái đầu nhé. Thì để mình đi bấm cái nút đề xe máy. Nó không đề được các bạn nhé. Kiểu là nó nghe cái tiếng binh binh á, nhỏ nhỏ, nó là cái relay các bạn nhé. Mình quay mắt là cái xe máy mình nó có một cái relay là 12V nữa, nên là mình sẽ thử gấp đôi cái viên pin này lên nhé. Điện áp là khoảng là 7,6 chứ 3V tóm là nó đề không được các bạn nhé. Thì đây này, cái đầu cực của cái viên pin này là mình kẹp dưới đầu này. Đấy, mình nối theo cái này vào nhé. Cái này là nó đề là do cái relay các bạn nhé, relay nó không mở được nên nó đề không được ấy. Bây giờ mình sẽ thử lại nè. Đấy. Các bạn thấy bớt độ không ạ? Đấy, đề đấy. Ok bạn nhá. Đấy thì mình làm một cái video thí nghiệm vui như thế thôi nhá. À, mình nghĩ rằng á, nếu mà không cắn cái relay nhá, là một viên pin này hoàn toàn đề được cái xe máy các bạn nhé, tại vì nó đề được cái củ đề đây mà. Đấy. Do relay là nó cần cái điện áp cao để nó mới kích hoạt được cái cuộn dây của nó nhé. Thì nói chung rằng là cái pin này thì hôm sau hôm nào rảnh rảnh thì mình sẽ chế thử cái máy hòn siêu pin nhé bạn. Cái dòng sản cực kỳ khủng luôn. Đấy, cái bản cực rất là dài này. Thì các bạn nào mà quan tâm đến cái sản phẩm này nhé, mình có để đường link dưới phần mô tả đấy, các bạn vào các bạn xem thử nhé. Thì đây cái mạch này chai với viên pin này thì đúng bè các bạn nhé. Thì với lại là các bạn nào ủng hộ mình nhé thì vào cái shop mình theo dõi các bạn nhé, đăng ký theo dõi thì cũng được nhé. Ok các bạn thấy video của mình hay, cho mình xin một like, một subscribe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nhé. Bye bye.